Rồi, chào mọi người nha. Nay mình hy vọng là tiếp tục đi câu cá. Qua mới mưa lớn quá, hôm nay không có chạy xe hay câu cá. Sao Vũ? Vô gì kỳ vậy? Đứt mất công cộng nhỏ nữa hả? Cái lưỡi hả? Sao đứt cái lưỡi rồi? Sao? Đấy, có gì dài á. Sao tự nhiên đây nó có cái cục này còn xuống đó nữa không thần? Đã xài cái đó thì cắn cái cục này ra nối lại. Vũ đệ nè, tệ quá. Rồi giờ cái nhà chào anh em mình nha. Giờ đi ra cần. Với trời nắng quá chắc phải làm cái chòi nhỏ nhỏ nước nắng rồi cả nhà. Qua mưa quá, nay lục bình nước bộ hay cũng không im lắm. Bình không biết xong. Này cánh đồng này mới mới cắt trường qua, chiều mưa quá mưa vậy mà cũng đốt rơm được hay thiệt. Bốn năm năm sáu máy thổi vô làm buổi một buổi sáng dằn nguyên con cánh đồng này. Bên kia thì lúa xả này lên hơi xanh xanh rồi. Đó, thôi đây mình đi làm cái chòi lúc nắng. Làm xong là cho mát luôn phải không? Ừ. Còn giả chiến mà. Rồi anh em mình mới ra cần xong nha cả nhà. Giờ ngồi chờ thôi. Nay bà con đang đốt rơm. Khối thì đừng nói tới khối. Ngọt thở luôn. Nè vô nè bài đã rồi cướm dọn hết anh nói cá rô nãy giờ nói kỳ ta nhìn em biết nói cá rô rồi không có rô đồng khủng hoảng luôn nước lưỡi luôn rồi nước lưỡi luôn có việc gì việc đâu rồi được em đầu tiên cả nhà cú nô luôn sao mồi quen quá ta mày giống giống bữa hổm ta giống bữa hổm quá Vũ gỡ chuẩn chết lắm nước luôn à. Cây chọc vô nè nghiên cứu rồi chuyện kéo đã gì đưa chơi gì chơi được cho gỡ cá rồi nữa kéo cái kia lên quăng lại đi nào sáng nay hả ừ gì vậy cù nái à chưa chơi gì chơi được mù mịt luôn cảm giác như anh em đang bị hun khói ngay hướng gió luôn nắng đã nắng mà còn gặp khói nữa thứ nào chịu cho nổi này chắc Vũ é luôn quá cái trời này cũng không mát lắm hả Vũ 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 dứt luôn Vũ đóng luôn căn nhỏ đóng chính không cái gì luôn nữa hả? Ừ, thật lát.
Trời ơi Vũ bữa. Thôi mẹ bên vừa vừa thôi Vũ ơi. Trời ơi. Ủa? Ủa? Cá đâu rồi? Thôi 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 thôi. Ủa? Cháu tiêu rồi. Ôi si luôn. Thằng ám này thiệt chứ. Gọi không cho giật cá là phải rồi. Không cho giật cá thì buồn, mà cho giật cá thì dính cá cũng không được. Thôi thôi thôi. Thôi. Nét xíu rồi. Ủa. Ghê ta. Vừa mới được bình không thì kêu quan sát bên kia, quăng chỗ đó động người ta, người ta phá phá quá phá. À, nghịch cái bệnh luôn á. Nhỡ con căng hả? À? Đó, còn ăn thấy không? Rô quá, rỉ nữa. Một tí dẹp đi. Cá heo, cá heo. Đang câu mình nhịp cần cái gì vô? Câu cá chốt rồi nha. Chiếc gà lên cá vô ơi. Mưa luôn cả nhà ơi. Tình hình là cá không ăn mà mưa luôn. Thôi đừng có quay. Vũ buồn luôn. Ướt rồi. Như chuột lọt luôn rồi. Ôi. Cá gì hả Vũ? Nãy giờ nắng có đi chơi giờ mưa về phải không? Rồi trong trời vậy luôn. Cá gì Vũ? Hả? Đâu rồi? Rô nữa hả? Nãy dính cá mè dánh nữa kìa. Mà cái lúc mình quay nó bấm lộn cái nút công tắc nó tiêu. Thôi có rô nu luôn nè. Nãy câu thất bại rồi. Dính ba cá này không à. Có cầu tay, cầu máy này thua. Thua. Thất bại à. Chứ cũng đủ nướng rồi. Đói quá, lát nướng thêm. Đây nãy Vũ câu được con cá mè. Mè này mè dảnh hả Vũ? Mè dảnh. Bự ạ, à, khá to. Ngon. Đủ 4 con rồi, thằng 2 con. Thằng 2 con hay Vũ ha. Nói chứ kiếm thêm mấy con nữa Vũ ơi.
cơm không được khô. Khói quá. Dạ, dưới này ạ. Khôi quá khôi. Buổi chiều ở vùng quê. Đâu có khối miếng nào đâu. Con đường này chắc làm tới Tết. Tháng làm 10 ngày. Làm 2 ngày nghỉ một tuần. Chín rồi Vũ ơi. Quỳnh trôi mà. Sẵn quá Vũ. Qua đã. Chính rác hả? Em nó bé quá nướng hơi khét. Bén rồi, bén rồi. Nướng nó, nướng rơm nó hơi khác. Vậy chứ nó thơm rơm.
Ngứa có sẵn. Làm một con cá rô nhỏ đi. Không nằm la đi. Ai vô? Ai thì chỗ bay ra xuống ngoài rồi. Để đi bay mệt nghỉ đi. Hồi cá rô bự đã ha. Trứng nữa này. Mời cả nhà dùng cá rô nướng rơm nha. Giữa đồng thì không có gì, đơn giản chỉ có vậy thôi hai chú ha. Đói quá đói rồi. Giờ không ai bán gì ăn. Câu được cái nướng quốc luôn. Mời cả nhà ăn. Nó khác này nó thơm luôn. Mùi rơm nước thơm. Cá đồng ngọt, nướng ngọt kìa. Thử trải nghiệm như con cá dính con nào nướng con đó vậy đi hả? Bữa nào trải nghiệm vậy thì thử cho nó vui không? Chứ Vũ nãy vừa nắng vừa mưa, chiều nay dễ bệnh luôn. Lôi cái nhậu hoài này phải câu chỗ mà sáng mình lợi là giờ có rau rau càng cua nhổ qua ăn luôn rồi. Rau thơm nữa đại không mà sáng ở đó giờ không có con cá nào ăn rồi. Dạ dạ hiểu không có nghĩ không kia trứng cái rô trứng cái chốt nè trứng cái rô trứng chốt nè chốt trứng nhiều bằng cái rô không quá đã. Rô đồng trứng béo ghê. Tôi gỡ cần này luôn rồi Vũ. Để dưới đi. Xong à, đứng rồi. Yeah. Mẹ chú. Thật mình dẻo anh. Nè mà. Mẹ thịt bở. Quan trai năng vậy có đạm à. Đúng mà trứng cái rô béo. Nãy chưa ăn cái rô hả? Không. Rồi không chị? Cái mẹ thật là nhất. Lạc hả? Mẹ kho rồi, nướng đâu bằng cái rô. Giờ nó giật cái lục bình ấy ra trôi nữa.
rắn nướng vụ. Rắn nướng ngon, có chưa ăn rắn nướng không? Lạc hả? Ngọt chứ. Không ngon, không à. Có ăn nhiều không? Lạc quá. Có để bán không à? Có mẹ xương dữ rồi. Béo quá. Mẹ béo chứ. Giờ kiếm miệng con cá tra về được ha. Tra về mai nó còn chua. Mưa giờ cũng kiếm, mới kiếm mưa giờ luôn. Mưa giờ nó đang giờ cũng đang. Nướng giống khét quá ha. Nướng cũng khét. Ngon. Rồi chưa? Tôi thêm à? Rồi. Bây giờ anh thêm một cu hối nước quá. Đâu? Đâu đâu giấu rồi hả? Bà béo đã. Rồi hôm nay thất bại cả nhà ơi. Làm gì đâu thất bại. Nhưng mà cũng có bữa giả ngoại cho anh Vũ thấy thú vị xíu. Giờ anh đói quá đi không nổi luôn. Đói quá đói. Trừ giờ đói quá đi không nổi luôn. Giờ tay chân bủn rủn không biết sao về nè. Xíu mà Vũ. Thôi chào tạm biệt cả nhà nè. Ngày mình cũng kết thúc clip tại đây. Hẹn cả nhà ở clip sau cả nhà. Rồi chào tạm biệt cả nhà.